Ủy ban Nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thi sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam lần 2 năm 2024. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 16 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2008, ngày 19 tháng 4 năm 2024, 78 năm ngày truyền thống công tác dân tộc và chào mừng Đại hội các dân tộc thiểu số cấp quận lần thứ 3 và cấp thành phố lần thứ 4 năm 2024. Hội thi là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh và nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và giữ gìn các giá trị chân thiện mỹ, xây dựng môi trường văn hóa đậm đà bản sắc trong từng lĩnh vực của đời sống và xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc tới người dân.